Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mẫu hoa muối biển. Thì để thực hiện được một bông hoa như thế này, các bạn cần chuẩn bị cho mình hai mảnh giấy nhún. Mảnh thứ nhất, các bạn chuẩn bị cho mình một mảnh có kích thước là khoảng 7 cm nhân với lại 7,5 cm. Thì cái mảnh giấy này các bạn sử dụng để tạo hình bông hoa như thế này. Thì đầu tiên các bạn gấp đôi cái mảnh giấy này lại theo chiều ngang. Sau đó các bạn uốn tròn lại như thế này. Và các bạn nhìn kỹ nha. Và các bạn gắn phần này vào đây như thế này. Để kết dính được hai mép này thì các bạn dùng keo sữa, các bạn trét một lớp keo ở giữa hai mảnh, một bên giấy và một mép còn lại thì các bạn kẹp vô như thế này và các bạn giữ xoay lại để cho keo nó khô. Đây các bạn nhìn mình làm nhé. Dùng một ít keo sữa. Các bạn giữ chặt phần giấy này lại. Tới bước thứ hai là các bạn làm phần nhụy của hoa muối biển cho mình. Thì các bạn sử dụng một mảnh giấy có kích thước khoảng tầm 3 cm nhân với lại 7 cm. Các bạn cũng gấp đôi phần giấy này lại. Các bạn dùng kẽm cành để vào giữa mảnh giấy như thế này. Bạn quấn nó lại để tạo thành một cái nhị. Nó to quá thì các bạn có thể cắt bớt nha. Các bạn cũng dùng keo sữa và như vậy là các bạn đã thực hiện xong cái phần nhụy hoa. Bây giờ tới công đoạn là các bạn gắn phần bông hoa này vào nhụy hoa như thế này. Thì cái nhụy hoa này các bạn đừng có để cao quá và cũng đừng có để thấp quá. Các bạn để vừa như thế này thôi. Xong các bạn túm phần này, túm phần dưới đít hoa lại. Các bạn để ý mình làm nhé. Đây, các bạn túm lại như thế này.
các bạn dùng chỉ để cố định phần bông hoa này lại. Chỉ này nó khá nhỏ nên mình buộc nó hơi bị giục tí. Các bạn buộc chặt phần bông hoa này lại. Sau đó các bạn dùng băng keo sáp để che đi cái phần chỉ buộc này. Sau đó các bạn dùng ngón tay để chỉnh cái phần bông hoa này lại cho nó tròn đều. Các bạn bẻ, các bạn kéo giãn cái phần mép cánh hoa này ra. Các bạn bẻ hơi cong cái phần cánh hoa này ra để cho cái bông hoa của mình nó được tự nhiên hơn. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong hoa muống biển. Cũng khá là đơn giản đúng không các bạn? Nhìn nó đơn giản nhưng mà nó khi mà các bạn làm nhiều cành để mà cắm lên một bình thì trông nó rất là đẹp. Chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu hoa này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.